Avengers Endgame, đại chiến lay động cảm xúc của Marvel. Bom tấn gây xúc động với nỗi đau, mất mát của dàn siêu anh hùng ở hồi kết một giai đoạn lớn của vũ trụ điện ảnh Marvel. Avengers Endgame mở đầu bằng một cảnh về bi kịch cá nhân, đồng thời nhắc lại sự kiện cũ. Thế giới Marvel chìm trong nỗi đau sau cú búng tay của Thanos trong đoạn cuối phim Avengers Infinity War. Một nửa số sinh vật sống tan thành cho bụi, trong đó có cả những người hùng mạnh như Doctor Strange, Black Panther. Iron Man thì trôi dạt trong không gian, còn Thanos ẩn thân ở nơi nào không ai biết. Lúc này, Captain America cùng đồng đội bàng hoàng sau sự kiện. Thần Thor còn trải qua nỗi đau lớn hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã mất cả em nuôi Loki và dân tộc Asgard mà mình thề phải bảo vệ đến cùng. Thần Sấm cũng tự dằn vặt mình bởi đã ra đòn không chuẩn xác trong giây phút quyết định, khiến Thanos có cơ hội búng tay. Tia sáng hy vọng khi Captain Marvel trở về trái đất theo lời gọi của Nick Fury, nữ anh hùng siêu mạnh tin rằng mình có thể giúp mọi người lật ngược thế cờ trước Thanos hùng mạnh. Các fan của Marvel hẳn không khó đoán chuyện những người sẽ tan biến sẽ được hồi sinh. Thế nhưng Marvel vẫn tạo ra sức hút với khán giả bằng câu hỏi rằng làm thế nào các người hùng cứu được những người đã khuất và cái giá họ phải trả là gì? Trong quá trình quảng bá phim, hãng này giấu kỹ các tình tiết chính, chỉ đưa ra những manh mối mơ hồ khiến fan càng ngày càng thêm tò mò. Avengers Endgame là hồi kết cho một giai đoạn lớn của Marvel và có kinh phí được cho là hơn 400 triệu đô. Bom tấn không thiếu các cảnh bắn phá, cận chiến hay đỏ sức bằng năng lượng được tạo ra bằng đồ họa máy tính. Tuy nhiên, các nhà làm phim chọn hướng phát triển câu chuyện thiên về cảm xúc chứ không phô trương kỹ xảo. Những cảnh cháy nổ, người xem dễ đồng cảm với một mối tình chưa chọn với hơn 70 năm của Captain America, quan hệ của Iron Man với cha hay nỗi đau mất sạch người thân của thần sấm Thor. Siêu anh hùng Marvel gần gũi vì họ mang nhiều tính con người, cũng đầy những điểm yếu và nỗi niềm riêng. Kịch bản tác phẩm khéo đan xen các yếu tố kết thúc câu chuyện và tình tiết tâm lý nhân vật. Biên kịch sử dụng nhiều chi tiết trong các phim cũ để vừa gây bất ngờ vừa thể hiện nội tâm nhân vật. Chiều dài 11 năm của vũ trụ điện ảnh Marvel với 21 phim giúp Avengers Endgame có nhiều dữ liệu cần thiết cho lối xây dựng này. Cảm xúc được đẩy lên mạnh nhất ở hồi kết với những tình tiết ảnh hưởng lớn đến series sau này. Dù có thời lượng hơn 3 giờ, tác phẩm không bị chê là lê thê do những khoảng nghỉ hợp lý bằng yếu tố hài ngay sau các cảnh tâm lý. Phim cũng luân chuyển linh hoạt giữa các tuyến vai để liên tục mang đến góc nhìn mới cho khán giả. Mặt khác, tác phẩm đòi hỏi người xem phải có hiểu biết nhất định về vũ trụ điện ảnh Marvel để thưởng thức trọn vẹn. Nếu chưa từng xem các phim trước, khán giả dễ bị ngợp trước một số nhân vật đồ sộ, nhiều người chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Một số câu nói hài hước hoặc lối giải quyết tình huống trong Avengers Endgame cũng dựa trên những tình tiết phim cũ, có khi từ hơn 5 năm trước. Giới phê bình khen ngợi bom tấn Marvel với hơn 96% đánh giá tích cực, phim được dự đoán sẽ thu từ 260 đến 300 triệu đô trong tuần đầu ở Mỹ. Còn ở Việt Nam, các nhà phát hành cho biết rằng đã bán được hơn 200.000 vé, khoảng 16 tỷ đồng chỉ sau 24 giờ. Tác phẩm chiếu ở Việt Nam với tựa đề là Avengers Hồi Kết, gắn nhãn sơ 13, tức là không dành cho những người dưới 13 tuổi. Phim có các suất chiếu sớm ở Việt Nam từ ngày 24 tháng 4 và chiếu chính thức từ ngày 26 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn nút đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.